Nam mô tát sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buổi chiều hôm nay thì sư sẽ chia sẻ và hướng dẫn đại chúng tu tập một pháp thiền tiếp theo. Đó là pháp thiền niệm về sự chết. Buổi sáng thì đã học pháp thiền niệm xác chết. Còn buổi chiều hôm nay thì học pháp thiền niệm sự chết. Niệm xác chết là mình niệm một cái xác chết đã chết rồi, tức là trên một cái thân đã chết. Và niệm sự chết là mình niệm cái chết trên một cái thân còn sống. Tức là mình niệm sự chết trên chính bản thân mình và niệm sự chết trên thân của tất cả những người khác. Và cái chết đấy nó ở tương lai, còn niệm cái xác chết là cái chết nó đã diễn ra, cái chết ấy đã diễn ra rồi, còn niệm sự chết là cái chết nó sẽ diễn ra ở trong tương lai. Và mình nhận thức, ý thức điều ấy, ghi nhớ điều ấy, chánh niệm tỉnh giác điều ấy, để chế ngự mọi tham ưu ở trên đời. Thì Đức Phật dạy rằng tu tập niệm sự chết được làm cho sung mãn thì sẽ đạt đến bất tử, thể nhập vào bất tử, cứu kính là bất tử. Những người nào mà thực hành thiền niệm sự chết thì sẽ đi đến cái sự chấm dứt cái sinh tử, chấm dứt tái sinh, chấm dứt khổ đau sinh tử này. Thì muốn thực hành được cái pháp niệm về sự chết thì đầu tiên là mình phải thực hành cái pháp niệm xác chết trước, rồi sau đó mình mới niệm sự chết trên chính bản thân mình. Khi ngồi mình giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại và mình hướng tâm đến một cái xác chết mà mình đã niệm thuần thục rồi. Mình phải hành cái pháp thiền niệm xác chết cho thuần thục, rồi sau đó mình mới ôn lại cái xác chết đấy, nhắm mắt lại hướng đến một cái xác chết bất tịnh và niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, niệm như thế cho đến khi cái xác chết bất tịnh đấy nó hiện rõ ràng ra là một xác chết phình trương hay bẩm sanh, hay xác chết thối rữa, hay xác chết giòi bọ nứt nẻ phân tán, hay là thành tro bụi rồi. Mình niệm cho cái hình tướng của xác chết đó hiện rõ ra, rõ ràng ra, duy trì ổn định, rồi sau đó mới hướng tâm về trong cái bản thân của mình và sẽ tác ý đến cái chết của chính bản thân mình và sẽ niệm rằng mạng sống này thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Mình sẽ thấy được cái sự mong manh, cái sự vô thường, cái sự giả tạm, cái không bền vững, không dài lâu, cái sự ngắn ngủi của cái xác thân mình. Và một cái điều chắc chắn nó sẽ xảy ra ở trong tương lai, đó là cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Và cứ niệm chết chết chết, chắc chắn ta sẽ chết 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 chết, cứ niệm 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 liên tục như vậy. Thì khi mà mình vừa niệm, mình vừa cố ý hình dung, cảm nhận, cảm tưởng cái thân của mình nó giống như cái xác chết. Nếu như mà cái chánh niệm của mình tốt thì mình sẽ thấy cái xác chết ở bên ngoài mình niệm nó như thế nào, thì đến lúc mình sẽ cảm nhận thấy cái thân của mình nó cũng giống như thế vậy, và cái hình ảnh của cái xác chết bên ngoài nó sẽ giống y như cái thân mình, hay là cái thân của mình nó giống y như cái hình ảnh của xác chết bên ngoài. Và cứ tiếp tục niệm chết 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 chết, và khi mà mình niệm được như vậy, mình sẽ cảm nhận được cái thời điểm cận tử của kiếp sống này, cảm nhận được nhé, mình sẽ thấy được cái chết ở tương lai của chính mình,
cái tâm của mình nó cứ chạy chạy theo cái chết đấy, nó chạy về thời điểm tương lai, và mình sẽ thấy được cái thời điểm cận tử xuất hiện. Khi mà thấy được thời điểm cận tử xuất hiện, mình sẽ thấy cái tâm của mình nó cố gắng, nó tham ái với cái sự sống, nó tha thiết với cái sự sống, nó muốn bám víu lấy sự sống. Và lúc đấy mình phải dứt khoát buông bỏ đi, mình phải chấp nhận cái chết. Nếu như mà mình chấp nhận cái chết nó mới đắc định. Và lúc đấy mình sẽ thấy rồi dần dần cái nếu như người nào mà đắc được cận định của thiền niệm sự chết thì nó cũng xuất hiện quang tướng nimitta như vậy, và mình sẽ chìm vào một cái trạng thái của cái tâm cận tử đấy. Và dần dần mình sẽ chấp nhận cái sự chết đấy, và mình sẽ cảm nhận được cái sự buông bỏ sự sống của cái thời điểm cận tử ấy. Nếu như là người nào mà thật sự mà thực hành thành công, thành tựu được cái pháp thiền niệm sự chết này, mình sẽ biết được cái thời điểm mà cận tử của mình nó sẽ diễn ra khi nào. Tức là mình sẽ hướng về tương lai, và mình sẽ biết mình còn sống được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa. Tức là mình sẽ biết được cái tuổi thọ của mình nó sẽ còn được bao lâu nữa, là nó sẽ diễn ra cái sự chết này. Và nhưng cái điều đấy nó chỉ thành tựu được với người mà đắc thiền thật đấy nhá. Chứ còn mình mới tập ấy, nó chưa đắc, mình không cảm nhận được, và đừng cố gắng nào. Và khi mà mình hành nó đắc được cái thiền niệm sự chết này thì mình mới biết được bao giờ mình chết. Thì cái tu tập ngắn gọn nhất là mình niệm như vậy: mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn, chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Đấy là một cái cách niệm, cứ niệm, 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 niệm như thế thôi. Thì đấy là một cái cách niệm ngắn gọn. Nhưng mà có những người thì cái tuệ sắc xảo mình tu tập một cách vắn tắt như vậy cũng thành công. Nhưng mà cũng có những người do cái tham ái với sự sống nó mạnh, thì mình cần phải thực hành một cách chi tiết hơn, thực hành một cách mổ xẻ ra, tức là vận dụng nhiều cái cách tác ý khác nhau để cho cái tâm của mình nó thức tỉnh ra, để cho tâm của mình nó chấp nhận cái sự chết trên chính bản thân mình. Và sẽ có 8 cái cách tác ý để mình áp dụng, để mình thực hành. Mình có thể chọn một trong cánh 8 cái cách tác ý này để tập, hoặc là mình tập lần lượt cả 8 cái cách này. Nếu như có thời gian thì mình hãy tập một cách chi tiết có 8 cách tác ý. Đây là được hướng dẫn ở trong Luận Thanh Tịnh Đạo. Thì cái cách tác ý thứ nhất thì mình cũng tập như vậy: niệm cái xác chết bên ngoài trước, rồi sau đó hướng tâm về trong bản thân mình, rồi mình sẽ tác ý đến là cái chết là một cái kẻ sát nhân, chết là kẻ sát nhân, và mình phải cảm giác như là giống như là một cái người sinh ra ở trên đời là mình đã nắm chắc chắn cái sự chết, giống như là có cái kẻ sát nhân nó đã kè dao vào cổ mình, và mình sẽ không tránh đi đâu, tức là không có thể trốn tránh được khỏi cái sự chết. Và mình sẽ biết được rằng là dù lên trời hay xuống biển, hay tránh vào trong động núi, trong hang động, hay ẩn giữa chỗ đông người, cũng không ai có thể thoát khỏi sự chết. Thế là có trường hợp thuở xưa có 4 vị ẩn sĩ tu tập chứng đắc các năng lực thần thông phi phàm, phi thường, cao siêu, các thắng trí thần thông như vậy. Các vị ấy nói rằng bây giờ chúng ta trốn khỏi cái chết, chúng ta hãy đi mỗi người một nơi xem có ai có thể trốn được sự chết không. Có người thì chạy lên trời, có người thì ẩn xuống dưới biển sâu, có người ẩn sâu vào trong hang núi, có người ẩn ở chỗ đông người, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều chết hết. Khi mà cái nghiệp nó đã đến, ai cũng chết. Vậy cho nên là chết nó có 4 nguyên nhân. Chết là do hết nghiệp. Khi mà cái nghiệp quá khứ của mình nó hết rồi thì trốn đâu nó cũng chết, chạy đâu nó cũng chết. Mà cái nghiệp ấy thì có người ngắn người dài. Có người mà cái nghiệp của họ để sống ở kiếp người này ngắn lắm, chỉ một vài tháng, vài năm, vài chục năm, hàng trăm năm, thì đấy là tùy cái nghiệp thiện nó mạnh thì mình sẽ sống lâu, mà cái nghiệp mình tạo ra nó yếu thì mình sẽ chết sớm. Đấy là hết nghiệp mà chết. Có người thì sống do hết tuổi thọ. Cái tuổi thọ quy định trung bình của con người 70, 80 đến 100 tuổi, thì mình có sống cùng lắm mình cũng chỉ sống cao hơn tuổi thọ một chút xíu, trăm hơn trăm tuổi là phải chết, không muốn sống hơn không sống được nữa.
và chết là do hết cả nghiệp và tuổi thọ. Có những trường hợp thì tuổi thọ đến đấy cũng hết và nghiệp đến đấy cũng tật. Nó như là ngọn đèn dầu, nó đã hết dầu thì nó sẽ tự động nó tắt đi. Và có một trường hợp nữa đó là chết khi chưa hết nghiệp, chưa hết tuổi thọ, nhưng mà do bất cẩn hay là do cái sự cố ý của cái ác nhân nào đấy, người ta đoạt cái mạng sống của mình, đời thì gọi là chết oan, và gọi là chết do một cái rủi ro, tai nạn nào đấy cũng có thể dẫn đến cái chết. Bốn nguyên nhân đấy có thể dẫn đến cái chết. Và sống ở trên đời không ai tránh khỏi cái chết, thì lúc ấy mình có thể tác ý rằng không ai có thể tránh khỏi sự chết, vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Đấy, mình chỉ tác ý như vậy rồi mình cứ niệm như thế. Ở trên đời không ai có thể tránh khỏi được sự chết, chắc chắn là ta sẽ chết, 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 chết. Mình vừa hướng về cái bản thân mình và cứ niệm như thế, không ai trên đời tránh khỏi cái chết, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Đấy là một cách tác ý thứ nhất. Và cách tác ý thứ hai, nếu như mình hành cái cách tác ý ấy mà cảm thấy nó chưa kinh cảm, cảm thấy nó chưa thức tỉnh, cảm thấy mình vẫn chưa chấp nhận sự chết, thì thực hành đến cái cách tác ý thứ hai, đó là tác ý về cái sự chết là cái sự phá sản cao nhất. Cái chết chính là cái sự phá sản, là một cái sự phá sản tối thượng nhất. Hay là hay tất cả những tài sản ở trên đời cũng không thể nào cứu mình khỏi sự chết. Sống ở trên đời mình rất là nặng lòng về việc tạo ra tài sản, tham ái tài sản này tài sản khác, nhưng mà không có cái tài sản nào nó có thể bảo vệ mình khỏi cái sự chết được. Và một cái người mình còn tham ái với tài sản nhiều thì mình ta nghĩ là không có cái tài sản nào trên đời có thể bảo vệ ta khỏi sự chết, không có cái tài sản nào trên đời có thể cứu độ ta khỏi cái chết, vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Không có một cái gì trên đời có thể cứu mình được khỏi cái sự chết. Và vì vậy cho nên là trên đời không có cái gì đáng để cho mình nương tựa. Mọi thứ ở trên đời đều là vô thường giả tạm, không có chi đáng cho ta phải nương theo. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật là quý báu, vậy ta phải hết lòng mà nương theo. Nguyện mong như lời chân thật này. Vậy thì mình tác ý như vậy thì trên đời không có cái gì cứu mình khỏi cái chết được, chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Đấy là một cái cách tác ý thứ hai trong cái pháp niệm về sự chết trên chính bản thân mình. Nếu như niệm như vậy mà nó chưa kinh cảm, vẫn chưa chấp nhận hay chưa chứng đắc được cái sự chết, thì niệm đến cái cách tác ý thứ ba là so sánh những bậc nổi tiếng với bản thân mình, những bậc mà có danh tiếng, những bậc có quyền lực lớn nhất cũng không tránh khỏi cái chết. Như vua Chuyển Luân Thánh Vương là một bậc có cái quyền lực lớn nhất, tối thượng nhất ở thế gian. Còn mình nghe đến những cái bậc vua chúa ở trên đời, có những vị đã qua đời hàng nghìn năm, nhiều nghìn năm rồi mà vẫn còn lưu danh muôn thuở, nhưng mà các vị ấy chỉ còn cái danh tiếng thôi, chứ các vị ấy không còn mạng sống, các vị ấy không còn tồn tại. Vậy thì những cái bậc có uy quyền, có danh tiếng, có địa vị, có quyền lực ở trên đời cũng không tránh khỏi cái chết. Vậy ta chẳng có danh tiếng, chẳng có uy quyền, chẳng có quyền lực gì, ta không bằng các vị ấy, vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Rồi mình nhớ đến những cái bậc danh tiếng nào đấy, những cái bậc có tiếng tăm trong lịch sử nẫy nừng nào đấy, và mình so sánh với mình, thì mình thấy rằng họ cũng sống có mấy chục năm là họ chết, thì chắc chắn là mình sẽ sống được vài chục năm thì mình cũng chết mà thôi. Hoặc là so sánh mình với những bậc có công đức lớn, những bậc có cái đức hạnh, có công đức lớn, có đức hạnh lớn ở trên đời, như là những bậc đã từng làm những phước lành tối thượng, như ông Cấp Cô Lộc, hay là các cái vị mà đã từng tạo những phước lành lớn như Thiên Chủ Sát Ca. Nên là rất nhiều những người ở trên đời đã tạo phước lành lớn nhưng mà cuối cùng cũng chết, chẳng ai sống mãi được. Vậy dù cho cái đức của mình có lớn bao nhiêu, phước của mình có lớn bao nhiêu, mình cũng không tránh khỏi cái sự chết được. Vậy thì mình so sánh mình với những bậc có công đức lớn, có phước đức lớn, thì mình thấy rằng là công đức lớn, phước đức lớn cũng không có thể giúp mình thoát khỏi sự chết.
vậy chắc chắn ta sẽ chết chết chết. Hay là so sánh mình với những bậc có thần thông lớn như tôn giả Mục Kiền Liên, cũng đâu tránh khỏi cái chết, thần thông bất năng nghiệp lực mà. Đến khi cái nghiệp lực nó đến mà ngài vẫn còn bị đánh chết, vẫn còn phải chết. Những bậc có trí tuệ lớn như tôn giả Xá Lợi Phất, bậc có trí tuệ lớn nhất cũng phải chết. Hay là đến các bậc, ngay cả các vị Phật độc giác hay là Đức Phật Thế Tôn một bậc toàn giác, ngài cũng sống được 80 năm ở cõi đời, rồi ngài cũng nhập Niết Bàn, ngài cũng không tránh khỏi cái chết. Vậy thì tất cả những bậc nỗi lạc, những bậc có nừng nẫy, những bậc danh tiếng, những bậc có công đức lớn, phước đức lớn, uy quyền lớn ở trên đời, còn không tránh khỏi cái chết, vậy làm sao ta tránh khỏi cái chết? Vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. À, so với các bậc ấy, mình rất nhỏ bé, không có cái gì bảo vệ cho mình có thể tránh khỏi cái chết được. Đấy là cách tác ý thứ ba. Cách thứ ba là các bậc có danh tiếng lớn ở trên đời còn không tránh khỏi cái chết, thì làm sao ta tránh khỏi cái chết? Vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Cứ như vậy mà niệm để cho tâm của mình nó thức tỉnh ra, nó tỉnh ngộ ra. Và cách tác ý thứ tư nữa, đó là cách tác ý là thân thể của ta là thức ăn của các loài vi khuẩn, là thức ăn của các loài vi trùng. Nếu như dùng kính hiển vi mà soi vào trong thân thể này sẽ có hàng ngàn, hàng vạn các cái chủng loại, các cái loài sâu bọ, các cái loài vi khuẩn, vi trùng khác nhau nó đang bâu bám ở trên thân. Nó ở trên da thì nó ăn da, và nó ăn ở trên da, lấy da mình làm thức ăn, rồi nó đi vệ sinh ở trên da, rồi nó chết ở trên đấy, nó sinh sản ở trên đấy, rồi các thế hệ tiếp theo nó lại ăn cái da thịt của mình. Nó sống ở trên thịt thì nó ăn thịt mình, nó sống ở trong máu nó ăn máu, nó sống trong xương nó ăn xương, nó sống ở trong tim gan phèo phổi của mình thì nó ăn tất cả những thứ ấy. Ở chỗ nào nó cũng có những cái loài sâu bọ ấy, hàng ngày hàng giờ nó luôn luôn sinh sống ở đấy. Vậy cái thân của mình nó chỉ là cái tổ của các cái loài sâu bọ ấy, nó là thức ăn, là nhà ở, là nghĩa trang, là bệnh viện của các cái loài vi khuẩn, vi trùng ấy, vô số loài. Nhưng thời bây giờ thì mình dùng kính hiển vi mình soi thấy, và cái pháp này lại được Đức Phật dạy cái thời mà chưa có kính hiển vi, thì Đức Phật và các bậc thánh nhân thấy điều ở này là bằng trí tuệ, bằng thiên nhãn trí thấy được các loài vi khuẩn vi trùng ấy nó sinh sống ở trên thân đấy. Cho nên Đức Phật dạy đấy, trên thân mình có 84.000 những cái loài vi khuẩn vi trùng như vậy, nó sinh sôi nảy nở, nó chung sống như vậy. Cho nên là khi nào mà cái kháng thể của mình nó yếu đi một cái là mình sẽ sinh ra bệnh này bệnh kia, rồi các bệnh tật khác nhau nó tấn công và mình sẽ chết. Vậy thì hàng ngày hàng giờ mình đang bị gặm nhấm, đang bị hàng muôn ngàn những cái con vi khuẩn đấy, nó đang ăn cái thân thể của mình. Và vì vậy cho nên chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Cái thân này là thức ăn của vô số loài vi khuẩn, vi trùng. Vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Đấy là một cái cách tác ý thứ tư. Mình tác ý như vậy và mình niệm như vậy để cho nó kinh cảnh, cho nó nhàm chán, giảm bớt, diệt trừ những cái tham ái đối với sự sống, cái tham ái đối với cái thân thể, tham ái đối với tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng ở trên cuộc đời này. Và cách tác ý thứ năm đó là tác ý về sự mong manh giả tạo của cái sự sống. Mạng sống này thì không bền vững, không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Mạng sống này nó rất là mong manh, những nguyên nhân dẫn đến cái chết rất nhiều. Có thể là xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, bom đạn có thể trút xuống cái trú xứ chỗ ở, trút xuống thân thể mình bất cứ lúc nào, dịch bệnh nó có thể sinh ra bất cứ lúc nào, thiên tai, lũ lụt, bão gió có thể, động đất sóng thần có thể ập đến bất cứ lúc nào, tai nạn rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, kẻ thù phá hoại có thể đến bất cứ lúc nào, bệnh tật có thể sinh ra bất cứ lúc nào, một con rắn có thể cắn ta mà ta cũng có thể chết, mình có thể ngộ độc một miếng ăn mà cũng có thể chết, mình có thể một cái hơi thở nó đi vào đi ra nó có thể chết, mình có thể đột quỵ đột tử bất cứ lúc nào, nó không có báo trước. Vậy cái mạng sống nó vô thường như vậy,
nó mong manh như vậy. Và mình thấy được cái sự mong manh của cái kiếp người thì mình cũng cảm nhận được là cái mạng sống nó không chắc chắn, và cái chết thì nó chắc chắn, dù mình có giữ gìn, dù mình có bảo vệ, dù mình có yêu chiều, dù mình có chăm sóc, dù mình có no xa đến mấy, nhưng mà rồi cuối cùng cái chết nó vẫn đến. Và cái điều đó mình vẫn có thể thấy được trong cái cuộc sống xung quanh mình, những cái người thân hay là những người hàng xóm hay những người mình từng quen biết trên cuộc đời này, cả những người mà mình không ngờ tới, mình cứ nghĩ rằng họ chưa chết, cái họ vẫn còn khỏe mạnh, thế mà cái chết nó đến rất là đột ngột, và nó đến rất là bất ngờ, nó đến rất là ngỡ ngàng, rất là bàng hoàng, rất là kinh khủng như vậy. Thì đấy là cái sự mong manh của mạng sống, và mình cảm nhận được điều ấy, thức tỉnh được điều ấy, thì mình sẽ niệm mạng sống này không chắc chắn, là mong manh, giả tạm, còn cái chết là chắc chắn. Vậy chắc chắn ra sẽ chết. Đấy là một cách tác ý cho cái pháp thiền niệm sự chết. Đấy là cách tác ý thứ 5. Cách tác ý thứ 6 là tác ý đến cái sự là cái chết nó không báo trước. Và mình sẽ tác ý là cái chết nó có thể đến mà nó không báo trước ngày giờ, nó không báo trước nơi chốn. Mình có thể chết ở bất cứ đâu, mình có thể chết ở bất cứ nơi nào và bất cứ thời điểm nào. Nó không có hẹn trước là cái giờ đấy, ngày đấy, tháng đấy mình mới chết, tuổi ấy, năm ấy mới chết, hay là mình sẽ đến nơi ấy mình mới chết, mà nó có thể chết ở bất cứ đâu, chỗ nào mình cũng có thể chết, giờ nào, ngày nào, tháng nào mình cũng có thể chết được hết. Thì đấy là cái chết nó không báo trước, nó không hẹn trước. Vậy thì nó không có hẹn là bao mình phải đến 70 tuổi, 80 tuổi hay 100 tuổi nó mới chết, mà có thể 60 tuổi, 50 tuổi cũng chết, có thể 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi, 10 tuổi, 1 tuổi, thậm chí còn đang ở trong bụng cũng đã chết rồi. Thì nó không có hẹn giờ, không có cái tuổi thọ cố định nào cho cái sự sống của chính mình cả. Vì vậy mình không nên chủ quan, không nên nơn nà, và luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết. Như là một cái người nào sống mà mình có thể chấp nhận cái chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Mình có thể, nếu như ngay hiện tại đây mà cái chết nó có thể đến, một cái căn bệnh ung thư, hay là một cái căn bệnh hiểm nghèo, hay là mình gặp một cái sự cố gì mà mình biết chắc rằng mình sẽ chết, mà mình chết với một cái tâm không có sầu bi, không ưu não, không hoảng loạn, không sợ hãi, không lưu luyến, không bất an, thì cái chết đấy là cái chết an lành. Còn nếu như mà mình chết trong một cái tâm còn tham ái, còn lưu luyến, còn luyến tiếc, và còn sầu khổ, không muốn xa lìa, không muốn chia lìa, thì cái chết đấy là cái chết không an lành, cái chết đấy là cái chết khổ đau. Vậy thì lúc nào mình cũng phải có cái tâm lý sẵn sàng chấp nhận cái chết nếu như nó đến với mình, để mình không có cái sự no nắng bất an với cái chết này. Vậy thì mình sẽ niệm là cái chết có thể đến với ta bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Cái chết nó không có hẹn trước ở thời điểm nào, ở nơi chốn nào cả, chắc chắn ta sẽ chết. Đấy là một cái cách tác ý là cái chết không báo trước. Và cái cách tác ý thứ 6 đến cách tác ý thứ 7 về cái niệm sự chết, đó là tác ý về cái mạng sống là ngắn ngủi. Mạng sống này là ngắn ngủi, cứ mỗi một ngày trôi qua là ta đang tiến đến cái chết một gần hơn. Mỗi một năm, một tháng hay một ngày, một giờ trôi qua là ta đang tiến gần đến cái chết. Đấy là một cái cách tác ý. Như là một con như là một cái con bò hay con trâu, người ta đang dắt nó đến cái lò mổ, cứ mỗi một bước đi là nó sẽ tiến gần đến nó tiến gần đến sự chết, nó tiến gần đến cái sự mạng vong. Thì cũng như vậy, cứ mỗi một ngày trôi qua, mỗi một tuổi trôi qua là mình đang tiến gần đến cái già, cái bệnh và cái chết. Vậy thì mình sẽ tác ý là mình đang hướng về cái chết, đang tiến về cái chết, đang xích lại gần cái chết. Mỗi một thời gian mình mong cho ngày tháng trôi qua nhanh, là mình đang mong cho cái chết đến nhanh, đến gần hơn. Thì đấy là sự thật, và không ai có thể thay đổi được sự thật ấy. Đó là điều chắc chắn. Và mình sẽ tác ý như vậy, thì mình sẽ niệm rằng mạng sống này là ngắn ngủi,
Và mỗi một ngày trôi qua là ta đang tiến gần đến cái chết. Vậy chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. À, đấy nó cũng là một cái cách niệm về sự chết. Như là một cái người nào mà người ta bị tuyên án tử hình, người ta sẽ biết rằng mình sẽ còn sống được bằng đấy ngày, là mình sẽ bị đoạt mạng sống. Thì cũng như vậy, tất cả mọi người sống ở trên đời, ai mình cũng có cái án đấy hết. Và mỗi ngày cái thời gian trôi qua là mình đang tiến gần đến nó như vậy. Và khi mình tác ý như vậy, tưởng niệm như vậy, mình sẽ thấy cái chết nó rất là gần. Mình sẽ thấy 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua, 30 năm trôi qua nó rất là ngắn. Hay là mình có thể hướng về tương lai, mình sẽ thấy rằng mình đã trải qua 10 năm, 20 năm tuổi đời, 30 năm tuổi đời, 40, 50 năm, 60, 70 năm tuổi đời. Thì mình sẽ thấy cái tương lai còn lại rất ngắn, không còn bao nhiêu nữa cả. Có thể là chỉ một vài năm, một vài tháng, vài ngày nữa là mình sẽ chết. Nên là có lần Đức Phật hỏi rằng này các tỷ kheo, các ông có tu tập niệm sự chết không? Thì các vị tỷ kheo nói là bạch Đức Thế Tôn, chúng con có tu tập niệm sự chết. Đức Phật hỏi, này các tỷ kheo, vậy các ông tu tập niệm sự chết như thế nào? Thì các vị ấy trả lời bạch Đức Thế Tôn, con suy nghĩ rằng mạng sống này chỉ còn trong vài ngày nữa, vậy ta hãy tác ý đến lời dạy của Đức Thế Tôn, con đã tu tập sự chết nhiều như vậy. Rồi có vị khác thì nói là bạch Đức Thế Tôn, con có tu tập niệm sự chết, con tu tập con suy nghĩ rằng mạng sống của ta chỉ còn trong một ngày, vậy ta hãy tác ý đến lời dạy của Đức Thế Tôn. Có vị tác ý rằng bạch Đức Thế Tôn, con tu tập niệm sự chết, con tác ý rằng mạng sống của ta chỉ còn bằng một bữa ăn nữa thôi, vậy ta hãy tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Có vị thì bạch rằng Đức Thế Tôn rằng con tu tập niệm chết, con tác ý rằng mạng sống của ta chỉ bằng một hơi thở vào, một hơi thở ra, ta sẽ tác ý đến lời dạy của Đức Thế Tôn. Tức là các vị ấy luôn luôn thấy rằng cái mạng sống nó ngắn ngủi như vậy. Có vị thì thấy cái mạng sống này có thể mình chỉ còn sống vài ngày nữa thôi, hãy cố gắng lên, hãy gấp rút lên, hãy khẩn trương lên, hãy nhanh chóng lên, hãy buông bỏ những gì cần buông bỏ, hãy khẩn trương thực hành những gì cần thực hành, hãy gấp rút thực hành những gì cần thực hành. Như là mình thấy rằng có ai đó đáng tin cậy thông báo cho mình một cái tin rằng ở phương Đông có một ngọn núi lửa nó đang năn đến, nó đi đến đâu nó nghiền nát hết tất cả sự sống. Phương Tây có một ngọn núi lửa nó đang năn đến, phương Nam có một ngọn núi lửa, phương Bắc có một ngọn núi lửa nó đang tiến đến, và nó đi đến đâu nó nghiền nát hết sự sống đến đấy. Vậy thì lúc ấy tất cả mọi người ở xứ sở này biết rằng chắc chắn mình sẽ chết. Cái bốn cái ngọn núi này nó đã tiến đến đây, không ai có thể thoát khỏi sự chết được. Ngày tận thế đã đến rồi, hãy nhanh chóng lên, hãy gấp rút lên, hãy cần phải tu tập cái gì đó để mình thoát khỏi cái chết, thoát khỏi sinh già bệnh chết. Thì lúc đấy mọi người sẽ thấy cái sự khẩn trương gấp rút nhanh chóng cần phải tu tập, và nhờ cái sự khẩn trương gấp rút ấy mà nhanh chóng đạt được sự nhất tâm định tĩnh, đạt được cái sự giác ngộ giải thoát ra khổ đau sinh tử này. Vậy thì người ta thấy được cái mạng sống nó mong manh, nó vô thường, nó ngắn ngủi như vậy, thì mình mới có thể buông bỏ, dứt bỏ được những cái tham ái, những sầu bi, những ưu não, những cái gì nó không cần thiết ở trên đời. Thấy được mọi thứ ở trên đời là vô thường, là mong manh, là giả tạo. Thì khi mình ngồi, tâm nó mới không vọng tưởng, nó mới xa lìa được các triền cái, các tham dục, các phiền não, và mình sẽ nhanh chóng có thể tu tập đạt được sự định tĩnh nhất tâm, đạt được trí tuệ giác ngộ giải thoát. Nhờ mình thấy được cái mạng sống là ngắn ngủi, là mong manh, và cái này là mình thấy ra các sự thật, hiểu ra các sự thật, giác ngộ ra các sự thật, chứ không phải là một cái pháp mê muội mê hoặc lòng người, mà đây là chân lý, đây là sự thật do mình thức tỉnh ra, do mình giác ngộ ra, do mình cảm nhận bằng chính cái trí tuệ của mình. Đấy là cái tu tập niệm sự chết. Thì càng ngày mình sẽ càng tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, minh mẫn hơn, trí tuệ hơn, diệt trừ đi những ưu bi, những phiền não, diệt trừ những tà kiến, diệt trừ đi những mê muội đối với mọi thứ cám dỗ mê hoặc ở trên cuộc đời này. Và cái cách tác ý cuối cùng, cái cách tác ý thứ 8 là mình có thể tác ý trong cái cách niệm sự chết ấy, đó là tác ý đến cái sự sinh diệt
nó liên tục trong mỗi sát na. Nếu như một cái người nào mà mình đạt được cái tâm định tĩnh, mình có thể phân biệt ra được cái thân này là danh và sắc, cái thân này là năm uẩn, mình sẽ thấy được cái sắc chân đế, cái thọ tưởng hành thức, hay là cái danh chân đế, cái sắc thân này, vật chất này, nó cũng luôn luôn trong trạng thái sinh diệt. Và cái tâm thức của mình vậy, nó cũng luôn luôn trong trạng thái sinh diệt. Cái thân này thì nó sinh dị diệt, còn cái tâm là nó sinh diệt liên tục như thế. Và chính từ cái sự sinh diệt ấy, mình mới thấy ra được cái sự vô thường. Thấy ra được cái sự vô thường, mình mới thấy ra được cái khổ ở trong cái vô thường ấy. Giác ngộ ra được cái khổ, mình mới giác ngộ ra được cái vô ngã ở trong cái khổ ấy. Nên Đức Phật mới dạy là ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Vậy thì cái người niệm sự chết này là mình cũng đang cảm nhận được cái sự sinh diệt, tác ý đến sự sinh diệt. Mà cái sự sinh diệt này là trên cái pháp tục đế, chưa phải là trên pháp chân đế. Khi nào mình đắc định rồi, mình mới quán được cái sinh diệt trên pháp chân đế, lúc ấy nó mới giác ngộ thật sự. Còn mình đang tưởng niệm cái tính sinh diệt ấy, nó cũng có được cái trí tuệ cao, nó cũng làm cho mình ni được các phiền não, ni được các triển cái, và đạt được sự định tĩnh nhất tâm. Thì mình sẽ luôn luôn tác ý như vậy. Cái thân năm uẩn này, nó luôn luôn trong trạng thái sinh diệt, luôn luôn trong trạng thái vô thường sinh diệt, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Cái mạng sống này, cái thân này nó luôn luôn trong trạng thái sinh diệt, chắc chắn ta sẽ chết. Đấy là 8 cái cách tác ý để mình niệm cái sự chết ấy. Mình có thể chọn một trong 8 cách ấy, mà cái cách nào mình cảm thấy hiểu nhất, cách nào mình cảm thấy nó dễ hiểu rõ ràng nhất là cái cách tác ý cái thân này. Có một cái cách tác ý ngắn gọn nhất là mạng sống là không chắc chắn, còn chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn ta sẽ chết. Đấy là một cái cách tác ý là không ai có thể tránh khỏi sự chết, trên đời này không ai tránh khỏi sự chết cả, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Nên là không có cái gì trên đời, không có tài sản gì trên đời có thể cứu ta tránh khỏi sự chết, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Không có cái gì trên đời có thể bảo vệ ta khỏi sự chết, chắc chắn ta sẽ chết. Hoặc là mình ta nghĩ là các bậc có danh tiếng nỗi nạc trên đời cũng không tránh khỏi sự chết, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Hay là ta nghĩ là thân thể này là thức ăn của giòi bọ, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Hoặc là tác ý là thân thể này là mong manh giả tạm, hay là tác ý là thân này là ngắn ngủi, hay là cái chết nó sẽ không báo trước, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Hay là tác ý là cái thân này nó luôn trong trạng thái sinh diệt, vô thường, khổ vô ngã, vậy chắc chắn ta sẽ chết. Mình chọn một cách nào mình tác ý cũng được. Vậy đấy là cái cách niệm sự chết. Thì trước khi niệm sự chết, mình lại ôn lại cái pháp thiền niệm xác chết trước. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu vào thực hành thiền niệm về sự chết. Đầu tiên mình sẽ ngồi giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại và hướng tâm đến xác chết, niệm xác chết bất tịnh trước. Hình dung đến một cái xác chết, bất cứ một cái xác chết nào đấy mà mình có thể hình dung được, và mình niệm là xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Và cứ niệm như vậy cho đến khi cái hình ảnh xác chết hiện rõ ràng, rồi mình an trú trên hình ảnh xác chết đấy cho vững vàng. Rồi sau đó mình hướng tâm về chính bản thân mình, và mình sẽ niệm sự chết trên chính mình, và niệm là mạng sống thì không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn, và chắc chắn ta sẽ chết. Đấy là một cách tác ý, hoặc là mình chọn những cách tác ý như trước, một trong 8 cách tác ý, mình tác ý cách nào cũng được, và mình cứ niệm là chắc chắn ta sẽ chết, và mình cố gắng hình dung, cố gắng mường tượng, cố gắng tưởng tượng ra cái thân của mình nó giống y như cái xác chết vậy. Càng cố gắng tưởng, càng thấy rõ ràng càng tốt, mình càng giữ được cái hình dạng của cái xác chết, cái hình dạng của cái thân thể của mình giống như cái xác chết càng lâu càng tốt. Và cứ niệm như vậy, chết, chắc chắn ta sẽ chết. Và mình cảm nhận nó như thật, cái thân mình nó như cái xác chết thật, và mình chấp nhận cái sự thật đấy, mình chấp nhận cái chết ấy,
Vậy mình không thể tránh khỏi cái chết ấy. Và cái chết ấy là sự thật, nó sẽ đến với mình ở trong tương lai. Sớm muộn gì mình cũng phải đối diện với nó. Sớm muộn gì thì nó cũng đến với mình. Và sớm muộn gì thì mình cũng sẽ chết. Vậy thì mình hãy thức tỉnh càng sớm càng tốt. Thì khi cái chết đến mình tự tại, mình không có bất an, không có hoảng loạn, không có lo lắng. Và mình hãy thực hành pháp thiền niệm sự chết để hướng đến cái pháp bất tử, đạt được bất tử, cứu kính là bất tử, thể nhập vào bất tử. Đó là pháp thiền niệm sự chết cần được tu tập làm cho thuần thục, làm cho sung mãn. Đấy, bây giờ bắt đầu mình hãy tu tập niệm xác chết bên ngoài và niệm sự chết bên trong chính bản thân mình. Sau này khi thuần thục rồi, mình có thể niệm sự chết đấy trên bất cứ ai cũng được. Nhưng mà cái đấy là về sau. Bây giờ mình chỉ niệm trên chính bản thân mình thôi. Và bây giờ bắt đầu niệm về xác chết và niệm sự chết.